Hôm nay thứ Bảy 24 tháng 11 2018. Thời tiết tại thành phố Westminster bây giờ là 66 độ. Giờ này là 5 giờ chiều, trời đã xuống tối rất là lẹ. Đoàn biểu tình đã rảo bước trên đại lộ Bosa và giờ đây tập trung tại Lee Sandwich để có một buổi đêm thắp nến và cầu nguyện yểm trợ cho đồng bào trong quốc nội. Chốc lát nơi đây Sài Gòn TV sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh sinh hoạt và phóng sự đêm thắp nến cho đồng bào quê hương trong nước. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản, khán thính giả của đài Sài Gòn TV. Thưa đồng hương, thấy là từ tháng 6 tới nay thì chúng ta liên tục tổ chức các cuộc biểu tình để giữ ngọn lửa đấu tranh trong nước. Là vì sao? Sau các cuộc biểu tình tháng 6, từ các cuộc biểu tình sau này đều bị trù dập hết, không thể tổ chức được. Do đó ở hải ngoại này chúng ta lúc nào cũng hai tuần lễ một lần tổ chức cuộc biểu tình để mà giữ ngọn lửa này. Và chúng tôi hy vọng rằng những cuộc biểu tình này để đem lại cái sự quyết tâm của toàn thể người Việt ở trong nước nhiều hơn để mà đi tới giai đoạn kết thúc tổng cuộc biểu tình để làm thế nào lật đổ chế độ cộng sản. Trong cuộc biểu tình ngày hôm nay thì chúng tôi có chương trình văn nghệ đấu tranh và thắp nến. Chương trình văn nghệ đấu tranh thì để hâm nóng lại cái tinh thần đấu tranh của toàn dân, quân dân Việt Nam Cộng Hòa trước đây và cũng nói lên thắp nến cầu nguyện để nói lên cái sự quan tâm của người Việt ở hải ngoại đối với người dân ở trong nước, đặc biệt là những người đấu tranh, những nhà đấu tranh trong nước đã bị trù dập một cách dã man, và đặc biệt cái đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã bị tống xuất ra khỏi thiền viện. Đây là việc làm hết sức cần thiết và trên phương diện tinh thần để hỗ trợ. Và mục tiêu thứ ba là chúng tôi cũng hâm nóng lại những cuộc đấu tranh chống Việt Cộng nằm vùng ở hải ngoại này. Hôm nay chúng tôi sẽ vạch trần những sự kiện đó và chúng tôi mong mỏi là toàn thể đồng hương khắp nơi trên thế giới, trên đất nước Mỹ có được tài liệu những tên Việt gian nằm vùng ở tiểu bang mình hay là ở tiểu bang khác biết được, xin cung cấp tài liệu chúng tôi. Kể từ hôm nay chúng ta mở cái chiến dịch chống bọn Việt gian nằm vùng ở hải ngoại đến khi nào mà chúng không có còn hoạt động được. Vì sao? Vì chúng ta phải giữ vững cái lập trường quốc gia và giữ vững cái làn ranh bất cộng. Do đó chúng tôi ngày hôm nay cái mục tiêu thứ ba cũng là mục tiêu đó, và chúng tôi hy vọng rằng đồng hương hãy tiếp tay với chúng tôi bằng cách cung cấp cho chúng tôi những tài liệu liên quan tới Việt Cộng và Việt Gian nằm vùng ở hải ngoại để chúng ta có thái độ dứt khoát, vì cái làn ranh quốc cộng không thể nào mà bị xóa mờ được qua cái hoạt động của bọn Việt Gian ở hải ngoại. Thật sự thì ngoài cái tinh thần chúng tôi cũng không cần gì, khi nào có nhu cầu thì chúng tôi sẽ kêu gọi. Thí dụ như nhu cầu mà biểu tình ở nơi xa thì chúng ta cần phải có tài chính để mà đóng góp của đồng hương để mà chúng ta thuê mướn xe đi biểu tình ở xa. Còn tại đây thì chúng tôi cũng thấy rồi, cũng không có quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững ngọn lửa đấu tranh này để cho người dân noi theo ở trong nước, đặc biệt trong giai đoạn này. Đó là điều quan trọng. Và chúng tôi mong rằng những người ở hải ngoại hãy ý thức được chuyện đó, hãy cùng tiếp tay với chúng tôi để mà làm thế nào cái làn ranh quốc cộng nó được rõ ràng. Ai là Việt Cộng là Việt Cộng, còn ai là người quốc gia là quốc gia. Vì chúng ta sống trên đất nước thượng tôn pháp luật, thành ra chúng ta vẫn tôn trọng cái luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta, cái quyền của họ là của họ, còn cái quyền của ta là một công dân Mỹ là quyền của chúng ta. Thật sự là nếu mà cái cuộc bầu cử này những người thắng cử thì chúng ta rất quan nghênh, nhưng mà chúng ta phải xét lại. Vì những người thắng cử này họ có làm lợi ích cho cộng đồng không, hay họ làm lợi ích cho cộng sản, cái đó phải chờ thời gian mới trả lời. Vì qua cuộc bầu cử thì có khi vui buồn, nhưng mà chúng tôi đưa lên một vấn đề là đừng quan tâm chuyện đó, thua keo này gầy keo khác trong vấn đề chính trị. Kỳ bầu cử này chúng ta thất bại thì kỳ bầu cử tới chúng ta sẽ vươn lên, đó là chuyện đương nhiên rồi trên đất nước Mỹ này, thưa đồng hương. Thì chúng tôi kêu gọi những người trầm lặng. Những người trầm lặng không có nghĩa là những người không chống cộng, nhưng mà họ chỉ không lên tiếng thôi, họ âm thầm, nhưng mà chúng ta phải theo sát chuyện này. Vì chúng tôi mong rằng những người này trong tương lai hãy cùng trực tiếp với chúng tôi trong cái sứ mệnh mà giữ cái làn ranh quốc cộng ở hải ngoại này. Đó là việc mà chúng ta phải làm rồi trong tương lai. Thank you.
cùng một lời nhớ ơn, hãy cùng một lời biết ơn. Chúng ta là di dân, chúng ta là tị nạn, chúng ta là cách mạng cho quê hương, tự do cho quê hương. Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai cũng như là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali cũng như rất nhiều đồng hương ở đây. Đây là một trong những cái cuộc biểu tình mà tiếp tục giữ lửa cho cái phong trào đấu tranh ở hải ngoại, nhằm để yểm trợ cho tinh thần của đồng bào ở trong nước đang đấu tranh để mà chống lại những cái luật mà Cộng sản Việt Nam đang muốn đưa ra, như là luật an ninh mạng cũng như là luật đặc khu mà Cộng sản Việt Nam đã thông qua. Đây là một trong những cái sinh hoạt mà nó cũng quan trọng, vì tuy chúng ta biết rằng những cái cuộc biểu tình ở ngoài hải ngoại này, đồng hương hải ngoại không có ở trong nước để mà làm cái việc đứng dị đấu tranh trực tiếp với lại chế độ Cộng sản Việt Nam, nhưng mà đồng bào hải ngoại luôn có thể có những cái cuộc biểu tình thắp nến như vậy để mà cho đồng bào ở trong nước, cho người dân ở trong nước thấy là hải ngoại yểm trợ cái tinh thần của những người đấu tranh ở trong nước, để họ cảm thấy họ không có cô đơn, họ không có đấu tranh lẻ loi đơn độc, mà nếu có gì thì chúng ta mới kết hợp được cái sức mạnh của người dân ở trong nước và ở hải ngoại. Qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó thì nó cho chúng ta thấy rằng là cái khối cử tri người Mỹ gốc Việt nó rất là lớn. Và trong cái khối cử tri người Mỹ gốc Việt thì có một số theo dõi thông tin cũng như là quan sát cái cuộc bầu cử, cũng như là xem những cái người ứng cử viên một cách rất là sát. Nhưng mà cũng có một khối cử tri người Việt chúng ta, vì họ có lẽ là họ không có quan tâm nhiều đến tình hình chính trị, cho nên khi mà đi bỏ phiếu hay đi bầu đó thì họ chỉ thấy tên Việt Nam, tên người ứng cử viên Việt Nam thì họ bầu cho người đó, chưa chắc là họ đã xem xét cái lý lịch của cái người ứng cử viên gốc Việt đó thật là kỹ càng. Cho nên cái điểm mà chúng ta có thể rút ra trong cái lần này đó là cộng đồng chúng ta sau 43 năm, cộng đồng chúng ta đã trưởng thành, đã lớn mạnh. Mỗi cái lần bầu cử chúng ta có rất là nhiều ứng cử viên gốc Việt, và chúng ta cũng có khối cử tri người Việt rất là lớn. Nhưng cái chúng ta cần là trong tương lai chúng ta cố gắng nỗ lực, chúng ta giúp cử tri hiểu rõ hơn về những ứng cử viên, hiểu rõ hơn về những cái tình hình chính trị, nó liên quan tới những người ứng cử viên, những cái lựa chọn như thế nào, để khi mà người dân đi bỏ lá phiếu của mình, nó bầu cho những người thật là xứng đáng. Thì Phong nghĩ rằng đây là một cái tiến trình đó bình thường thôi, đối với một cái cộng đồng di dân nào cũng vậy. Lúc ban đầu chúng ta chưa có nhiều ứng cử viên gốc Việt, bây giờ chúng ta đã có nhiều ứng cử viên gốc Việt rồi, chúng ta cần phải xem xét những người ứng cử viên cho thật kỹ. Nói chung là chúng ta có rất là nhiều cái bài học chúng ta có thể rút ra, nhưng nhìn nhận cái cuộc bầu cử chúng ta, cái số lượng cử tri thầm lặng cũng như là số lượng, nói chung thì số lượng cử tri thì trong cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng người bản xứ cũng vậy, cũng có cái khối thầm lặng chứ không phải là không có. Cái quan trọng là chúng ta làm gì để chúng ta vận động cái khối thầm lặng đó hiểu được những vấn đề mà chúng ta muốn họ hiểu, thấy được những vấn đề mà chúng ta muốn họ thấy. Cái đó là cái thử thách cho chúng ta. Bằng cách quý vị tìm được những tài liệu cụ thể, những ai hoạt động cho chế độ cộng sản, những ai làm lợi cho cộng sản,
xin cung cấp cho Liên Ủy ban để chúng tôi có thái độ và chúng ta thi hành cái quyền hạn của chúng ta trong luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là việc mà chúng ta làm trong tương lai. Ngày hôm nay chúng tôi vô cùng cảm động thấy quý đồng hương có mặt ở đây. Mặc dù là gió thổi rất lạnh, tôi mặc áo như vậy mà tôi còn cảm thấy lạnh, huống chi rất nhiều bậc trưởng thượng ngồi ở dưới kia. Thưa quý vị, chúng ta có được tự do và nhân quyền, chúng ta không thể nào quên được đồng bào của chúng ta hiện giờ đang lầm than ở trong đất nước. Tự do đối với Việt Nam Cộng Hòa, đối với xứ sở Hoa Kỳ là cái sự tự do tôn trọng nhân quyền của chúng ta, của người khác. Nhưng tự do của Cộng sản Việt Nam là tự do bán nước, bán lãnh hải, lãnh thổ cho ngoại bang để hưởng lợi cho cá nhân của mình. Bây giờ đây là Phật tử hay không Phật tử, kính xin thiết tha, kính xin quý vị lắng đồng tâm tư cầu nguyện an lành cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Nguyện ngày an lành đêm mang lành đêm ngày sau thời thượng an lành tất cả các